Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương. Thì qua cả tuần này thì mình rất là bận mọi người ạ. Thì hôm nay rảnh rỗi mình cùng quay cái cách mà mình tưới lan ở vườn nhà mình để cho mọi người cùng xem nha. Thì ở nhà mình thì mình sử dụng hai cái phương pháp tưới lan chính, đó là tưới bằng hệ thống tưới tự động và tưới bằng tay. Thì ở trên đây thì đang có một cái hệ thống tưới tự động này. Theo cá nhân như mình nghĩ mọi người thì mình nên kết hợp cả hai cái phương pháp tưới này. Tưới tự động sẽ giúp cho các bạn cái vườn lan của các bạn lúc nào nó cũng mát mẻ, mát cả cái khu vườn luôn mọi người. Nhưng mà nó có một cái điểm hạn chế là nhiều khi nó tưới không có đủ nước cho cái chậu lan, nó chỉ ướt ở trên cái bề mặt thôi, nó không có ướt sâu ở bên dưới chậu được. Còn tưới tay sẽ giúp cho mọi người giải quyết được cái vấn. Rồi mình cùng mọi người đi lên trên một cái thang để xem nha mọi người. Thì cái máy quay của mình hiện tại thì nó không được trang bị cái tính năng chống nước mọi người ạ. Nên thôi cố gắng quay từ bên ngoài mọi người. Đó, ở trên này thì mình đã thiết kế cái hệ thống tưới tự động này mọi người. Đó, và nước nó sẽ phun ra. Những cái hạt nước miệng nhỏ thì nó không thể nào mà thấm sâu vào trong giá thể được mọi người. Đó, chủ yếu thì nó sẽ ướt ở trên bề mặt thôi. Và nó sẽ phù hợp với các cái loại giá thể giống như là gỗ này, bảng dớn này, còn những cái chậu thì thường nó chỉ ướt được trên mặt thôi chứ không ướt sâu trong giá thể được. Đó, bên này mình sẽ quay hết cho mọi người xem. Rồi, đây này mọi người, hiện tại thì cái chỗ mình đang ở nó trời nó đang chuẩn bị mưa nha mọi người, trời tối mịt đi rồi. Chắc hôm nay thì mình định là sẽ làm video tưới phân cho mọi người xem, nhưng mà trời chắc hôm nay trời mưa rồi mọi người ạ. Thì chắc để dành bữa sau đi. Đó, mình không tưới phân được, bởi vì tưới phân xong mà trời mưa thì nó sẽ trôi hết, mất hết cả tác dụng mọi người ạ. Đó, tưới như này chỉ cần 5 phút. Rồi. Ai mà có thắc mắc về cái phương pháp làm cái hệ thống tưới tự động này nè mọi người, thì mọi người lên kênh của mình, sau đó là tìm kiếm cái cách làm hệ thống tưới, bởi vì mình đã sử dụng 1 năm nay rồi, khá là hiệu quả và khá là bền. Giá cả thì nó cũng tương đối thôi, nó không có cao lắm đâu mọi người. Cả cái dàn này mình làm hết khoảng chưa tới 5 triệu tiền hệ thống tưới đâu mọi người ạ. Ở cái vườn lan mà có cái hệ thống tưới tự động thì cảm giác nó thích lắm mọi người. Đó, nó tua tua, nó phun giống như kiểu nó mưa mọi người. Đó, nhiều khi nóng quá mình cũng bật lên tưới cho nó mát nhà mọi người. Rồi, còn bây giờ đây là cái vòi tưới tay của mình đây. Đây, vòi tưới tay mình đây. Cái đầu tưới này nè thì mọi người có thể tìm mua ở trên mạng, mình thấy cũng có bán. Và hoặc là ở các cái tiệm điện nước á, mọi người mình thấy nó cũng có bán. Đó, mình mua 30.000 một cái đầu như này thôi mọi người. Đó, tưới cũng khá là hay luôn. Đó. Thì bật tưới khoảng cỡ 5 phút nha mọi người. Thì mình cảm thấy rất là ok rồi, ổn rồi. Giờ mình cùng mọi người dạo quanh cái vườn một tí xem, cảm nhận xem cái không khí sau khi mà tưới bằng cái hệ thống tưới tự động nó như thế nào nha mọi người. Đây, đây là không gian cái vườn của mình sau khi mà mình tưới nè mọi người. Đó, sau khi tưới tự động nha. Đó, thì bởi vì là đây mọi người cứ nhìn hết cây đây nè, toàn bộ nó tươi tắn, nó tỉnh táo hẳn mọi người ạ, mát mẻ đẹp. Đó, nhìn cái cây nó tỉnh táo hẳn mọi người, bởi vì cái cây này nè, nó qua một ngày thì nó phát triển mọi người, nó chịu cái ánh nắng cả ngày, nó chịu khô hạn cả ngày rồi. Và bây giờ là cái thời điểm vào cái buổi chiều mát, và mình nên tưới cho nó một tí để cho nó có nước để nó phát triển mọi người ạ. Đây, ở bên này nó có một số cái bông, cái mùa này là cái mùa của hoa quế trắng nha mọi người. Thật sự đây là những cái bụi mới ghép thôi, nên là khi nó nở hoa mình chưa quay cho mọi người xem, bởi vì nó chưa được cái độ đẹp mọi người. Bởi vì những đây là toàn bộ là những cái bụi lan mới ghép thôi mọi người. Đây là mặt hoa của quế trắng nha mọi người. Quế trắng thì khá là đẹp luôn nha mọi người, với lại cái mùi thơm của nó dễ chịu lắm mọi người. Đây này nữa nè, nhìn khá là đẹp luôn. Nhưng mà cái giờ này thì bởi vì do cái điều kiện ánh sáng á mọi người, nên là cái màu sắc nó lên không có được giống như cái màu nguyên bản của nó đâu mọi người. Có những cái bụi nó nở đẹp lắm này, mà nó lại cái màu của nó lại không giữ được cái độ đẹp của nó. Đây cái này đúng trắng tinh luôn này mọi người, trắng xanh này. Nhưng mà do đây là bây giờ là buổi chiều rồi nên là nó không lên màu được. Camera của mình nó ghi màu không chân thực mọi người.
Mọi người có cảm thấy cái độ mát mẻ của không khí trong vườn không? Rất là phê luôn nha mọi người. Nên là bởi vì thế nên mình khuyên mọi người nên làm một cái hệ thống tưới tự động ở trong vườn. Giá chi phí thì nó cũng không nhiều đâu mọi người. Nhiều khi vườn nhỏ mọi người không cần cũng được, nhưng mà nếu mà có thì mình nghĩ sẽ tốt hơn đó. Bởi vì đâu phải lúc nào mọi người cũng có đủ thời gian rảnh để mà tưới lan đâu. Nhiều khi cũng bận công việc chứ. Bận công việc thì chỉ cần bật máy tưới lên một tí là xong rồi. Cái chậu ngọc bì của mình này, bữa nhiều lắm mình bán hết rồi, còn một vài chậu thôi. Cái này thì mình để chơi thôi mọi người. Đó là ngọc điểm Thái, còn bên này ngọc điểm rừng này. Theo cá nhân mình thì thấy cây Thái đẹp hơn. Cây Thái đẹp hơn cây rừng. Đây cây rừng này. Rồi. Hôm bữa có một bạn là nói mình là trồng nghinh xuân mà mấy một tháng mới ra rễ mà cũng khoe. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì nó đã ra rất là nhiều rồi nha mọi người. Đó. Và quan trọng là từ khi mình chăm sóc, sau khi cái cây lan nó đã ra rễ thì cái cây nghinh xuân của mình không bao giờ bị bỏ lá nữa nha mọi người. Đó. Nó mà đã ra rễ thì nó sẽ không bị bỏ lá nữa. Cái đó là điều quan trọng. Chứ còn khi mà nó ra rễ thì buộc nó phải bỏ 1-2 lá. Bây giờ thì rễ chi chít chằng chịt rồi nha mọi người. Đảm bảo những cái gốc như này thì sẽ không bao giờ bị bỏ lá đâu nha. Bên này cũng nó cũng ra rễ hết rồi nè mọi người. Dáng hương đó mọi người. Dáng hương ghép gốc gỗ thì nó đẹp. Nhà mình giống như mong sao tạo được một cái khu rừng nho nhỏ nhưng mà nó gọn gàng sạch sẽ một chút. Chứ mình làm vẫn chưa ngon lành hay gì hết mọi người. Đây, mình quay cho mọi người xem cái gốc nghinh xuân. Đó. Cái gốc nghinh xuân đây mình trồng lâu rồi nè. Mà đây nè, mình trồng là từ khi mà nó đã có rễ là cái cây không bao giờ bị bỏ lá nha mọi người. Nó chỉ bỏ một ít khi mà mình mới ghép thôi. Còn từ khi mà mình ghép lên tới giờ là nó không bỏ nha. Còn lá này thì chắc to bằng cái điện thoại của mình rồi. Lá này thì chắc 10cm quá. Không có thước nữa. Rồi. Rất là đẹp nha. Bên này như này. Rất là đẹp luôn. Tưới nước vô cái nhìn cái cây nó khác hẳn mọi người. Này, cái đầu rễ của nó ra nhớt nhớt lên. Đó. Buổi sáng thì mọi người nên tưới cho cái này nó xanh lên luôn. Còn buổi chiều thì mình phun sơ thôi, cho cái cây nó có nước thôi. Còn mấy cái lá đây là hôm bữa do đem vào trong nhà nên nó bị bệnh này mọi người. Nhưng mà giờ nó đã khỏi rồi. Không vấn đề gì hết. Quế trắng của mình trồng ở trên kia nó cũng nở hoa rồi kìa mọi người. Đó, hoa kìa. Mình trồng gốc này trồng cũng khá là hao lan mọi người. Nhưng mà chắc bữa nào phải đem nó xuống đi, chứ nó to mà cao thì khó ngắm quá. Hôm bữa mình treo lên cho nó cao cho thoáng mà giờ cảm thấy khó ngắm quá, chắc mấy bữa nữa phải đem xuống. Hào lan lắm mọi người, 5kg quế trắng lên trên đó đó. Bây giờ thì có một vài cây nó bắt đầu nở hoa rồi. Okay. Mùa này đi vô vườn mà vườn nào có quế trắng thơm lắm mọi người. Thơm, nó thơm cái mùi thanh thanh nhẹ nhẹ, nó thất mũi lắm. Cái cảm giác khi mà mình vừa tưới lan xong mọi người, bước vô vườn giống như kiểu đi trong rừng đó mọi người. Mát, mưa, giống như đi trong rừng á. Đây có một ít cái cây nhìn mấy cái đầu rễ xanh của cái cây lan mọi người, khi mà nó vừa được tưới xong á, nhìn nó đã lắm. Đây có mấy cây nó mới ra rễ nè mọi người. Đuôi chồn vừa ra rễ nè. Mình cái này mình mới ghét thôi, ghét được tháng á mọi người. Một tháng rồi. Okay. Đó, nhìn các cái giọt nước nó đậm trên cái đầu rễ thấy đã quá mọi người. Nhìn khoái lắm. Nói chung là trồng cái lan mà thấy nó ra rễ nhìn thấy thích lắm mọi người. Đó. Còn lâu lâu nhìn thấy mấy cây mà lâu lâu nó bị bệnh như này nè. Đó, nhìn đó, nhìn ngứa mắt lắm. Rồi, đây bên này cũng được chồn này. Trồng à. Đuôi chồn nè. Đó, ra rễ hết rồi nha. Những cái đuôi chồn thì hoa của nó là số 1 luôn á, hoa nó là cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà có cái là cái mùi nó không có thơm thôi. Cái mùi nó ra cái mùi không có thất mũi. Nhưng mà hoa của nó thì số 1 luôn á. Đây mình toàn ghép gốc lúa để chắc để sau này mình sẽ phấn đấu
là cứ một cái loại hoa mà mình thích á, mình sẽ làm một cái một hàng, một giống như để đến mùa hoa nó sẽ thành một cái rèm hoa đó, chơi chiêm ngưỡng cho vui. Bởi vì chắc mình quay video tới đây thôi, bây giờ phải tưới cái khu vực land bên kia đã. Cảm ơn tất cả mọi người ạ, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.